Charlene đang đi chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày, tức giận chạy đến chất vấn bác tài xế. Vừa dứt lời, đèn trong xe bỗng nhiên vụt tắt. Cô quay đầu sang nhìn, suýt chút là vứt luôn cả điện thoại. Vốn dĩ cô đang trên đường đến điện hẹn với nhóm bạn thân, giờ thì mất cả hứng, xuống xe liền đi thẳng về nhà. Lúc này trong công viên, ba cô bạn thân là YouTuber biết tin bạn mình đã bỏ về. Nhưng để nổi tiếng hơn, nát gan dạ nhất quyết định tiếp tục livestream. Bởi vì nơi đây từng là mồ chôn của Thế chiến thứ hai, nếu có thể chụp được ma, nhất định họ sẽ có rất nhiều người xem. Họ tính đạp xe quanh công viên một vòng, nhưng cho dù nát có quét bạ thế nào thì cũng không lấy được xe. Mà họ không để ý rằng một chiếc xe đạp đang tự chuyển động ở gần đó. Nát vui mừng khôn xiết, cô ché lên xe giống như vội đi đầu thai. Nếu dùng máy ảnh kỹ thuật số để chụp ma thì cư dân mạng sẽ cho là cắt ghép, dùng máy cơ thì tuyệt đối không thể giả được. Trên đường đi, họ cố dùng khách thổi sáo để gọi ma. Chẳng bao lâu, đúng thật là có một thứ kỳ lạ gì đó xuất hiện. Lúc này, Nát bấm chuông, lại nghe có tiếng chuông khác vang vọng lại trong đêm tối. Tiếp theo, ba chiếc xe đạp tự dưng đổ xuống, khiến Nát càng chắc chắn rằng họ đã gặp phải ma. Đột nhiên, Quyên nhìn thấy một bóng người chạy qua. Mắt cá chân còn bị một bàn tay nắm chặt. Lúc này, Alex cảm thấy mọi chuyện có lẽ là do Charlene và Nat đang cùng nhau bày trò, khiến họ thành trò mua vui cho người xem. Tình chị em bắt đầu rạn nứt, Alex kéo Quyên quay đầu bỏ đi. Nhưng họ cứ đi mãi, vẫn không thể ra khỏi được công viên này. Thế là hai người đi đến trước bản đồ để tìm đường ra, kết quả là nhìn thấy một đôi chân trắng bệch. Mà chủ nhân của đôi chân ấy đã để ý đến Nat, hiện đang ở một mình. Nat cảm thấy yên sau như có ai đó đang ngồi lên. Cô giơ máy ảnh lên chụp hai tấm. Quả nhiên, trong ảnh xuất hiện bóng dáng của một ai đó. Cô gửi ảnh cho bạn thân, cố gắng chứng minh rằng mình không hề nói điêu. Nhưng ngay sau đó, cô bị một cây sắt đâm xuyên qua cơ thể, nằm gọn trên mặt đất. Và cũng không ai biết được thứ gì đã khiến cô ra nông nổi này. Xem đến đây mà bộ phim chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Tài xế taxi, chị Kim, đang làm ca đêm, ghế sau có một đôi đang hôn nhau. Người con gái vô tình mở mắt ra, thoáng thấy như có ma đang ngồi trên ghế phụ lái. Cô sợ hãi nháy mắt với bạn trai, rồi lập tức xuống xe. Chị Kim chạy xe cả đêm, đang chuẩn bị chợp mắt nghỉ ngơi một chút thì cửa xe phía sau lại đột nhiên mở ra. Cô tưởng là do mình mệt quá nên xảy ra hoang tưởng, mà không hay biết bản thân đã gặp phải rắc rối rồi. Sáng hôm sau, trên xe là ba cô bạn kia, hôm nay là giỗ tuần đầu của Nat. Để tìm ra thủ phạm, họ còn dán thông báo tìm người. Ai ngờ họ vừa rời đi, camera sau xe bóng xuất hiện một đôi chân. Cô nghĩ chắc chỉ là người qua đường thôi, rồi đạp ga chạy thẳng đến bệnh viện. Nếu không phải do cha bệnh nặng, cần tiền phẫu thuật, cô cũng không liều mạng mà làm việc như vậy, mệt là cả người. Nhưng sau đó, chuyện kỳ lạ lại liên tục xảy ra. Một chiếc xe đạp cứ thoát ẩn thoát hiện. Tiếp đó, khi đang chở một đôi cha con, xe lại đột nhiên chết máy giữa đường. Cô ra sau xe kiểm tra, trên đuôi xe lại xuất hiện hai dấu tay, khiến cô sợ đến run người. May mà một vài người qua đường tốt bụng giúp cô sửa xe, thứ kia cũng nhân cơ hội trèo vào ghế sau. Đến khi vào tiệm sửa xe, anh nhân viên phát hiện đèn xe bị vỡ vụn, mà cô thì lại không hay biết gì. Rồi bỗng nhiên, trên đất chảy ra một vũng máu lớn. Cô cứ nghĩ là anh nhân viên đang ở dưới gầm xe, nhưng khi vừa cúi người xuống xem, ánh đèn liền vụt tắt. Một bóng ma đứng ngay trước mắt cô, trên đầu có một cây sắt đâm xuyên qua, còn đẩy xe đạp đi qua đi lại trước mặt cô, dọa cô ôm đầu hét toáng lên. Một lúc sau, đèn sáng lên, anh nhân viên thấy mọi thứ bị xáo trộn, tức đến nỗi đuổi cô ra về. Trải qua lần kinh sợ như vừa rồi, cô đột nhiên nhớ ra, bóng ma kia rất giống với dáng vẻ của Nat. Càng cảm thấy sợ hãi, cô vò nát tấm ảnh rồi vứt ra ngoài, chỉ cần xem camera hành trình thì mọi chuyện đều sẽ được giải đáp. Nhưng cô lại chần chừ, rồi nhét nó vào trong túi. Trên đường về nhà, một chiếc xe đạp không người lái đột nhiên xuất hiện, từ từ chạy về phía cô. Cô hoảng loạn chạy vào thang máy, nhưng vừa lên đến lầu thì nhận được thông báo từ bệnh viện. Bố cô đang lên cơn nguy kịch, cần cô phải qua ngay. Bất đắc dĩ, cô phải lái xe đi. Nhưng đột nhiên, trời đêm đang yên lành thì bất chợt đổ cơn mưa máu. Giây phút đèn xe bật lên thì Nat đột nhiên xuất hiện, nhìn cô đầy căm thù. Các bạn đừng vội mắng chị Kim, hãy xem hết cú lật kèo tiếp theo đây, e rằng bạn sẽ nghĩ Nat chết không oan uổng. Trên xe buýt 2 tầng, anh Vĩ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt to tròn, long lanh và rất mê hoặc. Thật ra cô gái đó là vợ anh ta, 7 ngày trước mất vì tai nạn xe, nhưng con trai Tiểu Minh lại nói là có thể nhìn thấy mẹ. Vì vậy, anh đưa con đến tìm bác sĩ tâm lý. Nhìn những thứ mà Tiểu Minh vẽ ra, bác sĩ cũng chỉ biết lắc đầu, cậu bé bị sang chấn tâm lý quá nghiêm trọng.
Để tránh con lại bị kích động, anh Vĩ về nhà đem tất cả ảnh của vợ cất hết đi. Ai ngờ vừa quay người đi, những bức ảnh đó lại được xếp ngay ngắn trên giường. Không lâu sau, cảnh sát đến nhà để điều tra vụ việc, anh cũng kể lại những chuyện đã xảy ra. Hôm đó, anh đưa cả nhà ra ngoài. Khi đi qua công viên nào đó, đột nhiên nhìn thấy một cô gái chặn đầu xe, rồi xe bị lật. Anh nói rất thành khẩn, cảnh sát cũng không nghi ngờ gì. Nhưng khung ảnh trên tường rơi xuống, cùng với ánh mắt của con trai nhìn anh, như ám chỉ rằng sự thật không đơn giản như vậy. Một buổi tối nọ, anh được con đi thăm bà ngoại. Taxi giữa đường bỗng chết máy, họ chỉ đành đi xe bus. Khi cúi người nhặt chìa khóa, anh nhìn thấy một đôi chân bên cạnh con trai. Ngẩng đầu lên nhìn, trên ghế lại không có ai. Đến lúc ăn cơm, mẹ vợ lại nói, vợ con quay về thăm mẹ rồi. Vừa nói, bà vừa kéo anh đi xem dấu tay hằn rõ trong hũ gạo, còn cả dấu chân hiện ra trên sàn. Trên đường về nhà, Tiểu Minh lại bắt đầu giận anh Vĩ. Trong lúc giằng co, tranh của con rơi xuống. Anh nhặt lên xem thì giật mình đổ mồ hôi lạnh. Hai vợ chồng đang lái xe, người phụ nữ đột nhiên xuất hiện, còn có cả hiện trường vụ thảm kịch. Hóa ra, chuyện xảy ra tối hôm đó, con trai đều nhìn thấy hết. Thì ra, vợ anh phát hiện anh gian dí với đồng nghiệp, cô đòi ly hôn và tài sản phải chia 2:8, quyền nuôi con cô cũng đòi tranh. Hai người hoàn toàn không nhìn thấy, Nát đang đứng giữa đường livestream. Anh Vĩ vội vàng đánh lái, khiến ô tô lật ngay bên đường. Mà Nát lúc này lại sợ phiền toái sẽ đến tìm mình, nhìn thấy cả nhà họ bị nhốt trong xe, cô lại chạy ngay đi. Một lúc sau, anh Vĩ kéo con ra trước, rồi mới kéo vợ đang máu chảy đầm đìa ra. Vốn dĩ anh vẫn muốn cứu cô, nhưng nghĩ lại, nếu như để cô sống sẽ phiền phức to. Vì thế, anh liền nhặt mảnh thủy tinh lên, tàn nhẫn đâm vào người cô. Mà cảnh tượng này cũng bị con trai nhìn thấy hết. Vợ của anh Vĩ âm hồn bất tán, cứ trốn sau cây gọi con trai. Thật ra, cô đang dùng cậu làm mồi nhử để đưa cả anh đi theo cùng. Còn về phần Nát, tránh được nhất thời, sao tránh được mãi mãi. Ở ngã giao kế tiếp, cô bị chị Kim tài xế đâm trúng, bay ra xa 40m, chết bất đắc kỳ tử. Kết cục của câu chuyện, chị Kim tỉnh ngộ, giao đoạn camera, nhận tội với cảnh sát. Tuy ba câu chuyện trông không liên quan gì đến nhau, cuối cùng lại hình thành một cái kết hoàn mỹ. Còn về chuyến xe buýt ở đầu phim, vẫn làm công việc như mọi ngày, dừng lại ở mỗi trạm, chờ đầy hành khách trên xe, đi về nơi họ thuộc về.